Rồi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Hola Mario. Tiếp theo các clip test thì hôm nay em lại tiếp tục test một em nọc xì mang thương hiệu Mỹ ADC và có một đèn rất là hot 412X nhá, gửi đến cho một anh khách ở trong quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã chuyển khoản cọc trong sáng nay và em sẽ tiến hành test và thử chức năng để gửi đến cho anh trong chiều ngày hôm nay là sẽ đóng gói. Đấy, thì em này thì về các cái phím chức năng trước mặt thì anh em chỉ cần ấn đúng ba phím, đó chính là hai phím net right của khu vực RTE để gọi điện nước. Đó, ấn xuống thì lúc đó thì chữ net cộng right này và đèn nước bắt đầu nó mới sáng nhé. Còn nếu anh em nhả ra và có cái trường hợp rồi là khách gửi ra bảo hành không hiểu trẻ con ở nhà bấm nhả ra, khách không nghe tư vấn mà cứ khẳng định là khăng khăng là đã thử hết các cái phím rồi và ra thì em chỉ việc bấm lại là được, thì lúc đó thì khách với những người ra là không ấn hai cái nút này. Anh em đặc biệt chú ý giúp em hai cái phím net right này là phải ấn vào, luôn luôn ấn nhá, không thôi sẽ mất đèn nước đó. Và nút qua hay không để điều chỉnh cũng như là các cái đèn đầu cần này nó sáng lên thì là phải ấn vào. Còn nhả ra như thế này nó chỉ có hiển thị hai cái volume này thôi, còn đèn sáng là hai volume to nhỏ này thôi, còn các hệ thống cần này là không có tác dụng đó. Phải ấn xuống đèn sáng thì lúc đó thì tăng giảm này thì nó mới lên được cái qua nhá. Còn em này thì sử dụng được ba cổng đầu vào, mặc định là cổng xua thì sẽ nhả ra. Còn nếu như anh em mà muốn chọn thêm một đường thứ hai đó chính là tép thì anh em ấn vào, thì trong tép thì nó sẽ có tép 1, tép 2. Nếu mà là tép 1 thì sẽ là nhả ra và bằng với các phím còn lại. Còn nếu anh em nhìn cái nút tép 2 này, nó có một cái hai cái biểu tượng, một thấp một cao này, ấn vào sẽ là 2, nhả ra sẽ là 1. Đó, thì mặc định là xua nên là nó sẽ nhả ra. Vậy thôi, em này thì rất là dễ sử dụng. Một điều nữa mà em muốn gửi đến cho anh em để anh em chú ý nhé, rất nhiều anh em thắc mắc là điều chỉnh các cái giải này nó hay bị lệch loa. Đấy, thì anh em độ nhạy của các cái em lọc xì Mỹ nói chung nhá là rất là cao, nên anh em chỉnh, cố gắng chỉnh cân. Còn muốn test nó không bị lệch hay là không, một là anh em để lên hết cao hết như này, hai anh em để ở về giữa thì lúc đó thì cái tín hiệu nó sẽ đều nhau nhá, đều nhau thì cái tín hiệu đèn nháy. Còn bơm tín hiệu là phải bơm tín hiệu chuẩn, không được bơm tín hiệu stereo. Stereo thì có giải thấp giải cao mà, anh em chú ý nhá. Đấy, cái đèn này này, đấy phải bơm tín hiệu cân bằng và nhìn hai cái đèn tia này nó sẽ cân bằng. Còn đây là hai volume to nhỏ để anh em ghép các cục pha. Vậy thôi, rất là dễ sử dụng. Bây giờ thì em sẽ quay phía sau đọc số series cho anh khách ở trong quận 8 nhá. Em này thì em bao zin tuyệt đối, kể cả nước sơn không sơn nhá. Anh này khá kỹ tính và yêu cầu đây là nước sơn zin. Đây là phía sắt xi bên trong này, bên vỉ này. Đó, tất cả các sản phẩm bên em đều bảo hành miễn phí 100% trong vòng 3 tháng đầu tiên. Em này thì là bị bợt mất mấy cái số series, nhưng anh em sẽ nhìn kỹ thì sẽ có số 5 mà cuối cùng là 613, cách hai số đến số 5 nhé. Cái này là do người ta dán băng keo vào ấy, thì mình bóc ra thì nó sẽ bị lột. Còn tổng thể mặt máy rất là đẹp cũng như là hậu rất là đẹp nhé. Còn bên em vẫn có chính sách hỗ trợ cho anh em khách hàng, kể cả quá cái chế độ bên em bảo hành, bên em vẫn hỗ trợ bình thường, nên là anh em không có cái vấn đề gì mà phải ngại là không gửi hàng ra để em hỗ trợ cả. Đấy là một cái thiệt thòi nếu như anh em không gửi mà đưa đến một đơn vị mà không chuyên nghiệp về buôn hàng bãi này, thì người ta sẽ sửa chữa sẽ không được cẩn thận và sẽ không có nhiều những cái linh kiện để người ta hỗ trợ cho anh em, nên là bỏ đi sẽ rất là phí nhá. Em sẽ để cái số điện thoại của em ở trên nóc máy, nếu như anh em nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên em. Và hiện tại thì sản phẩm này thì bên em đã được điều chỉnh giá xuống thấp hơn so với 1 đến 2 tháng trước nhé. 2 tháng trước sản phẩm này thì bên em mua cũng như là thị trường giá nó cao lên đến 11 triệu 500.
Đấy, thì bên em bắt buộc là phải điều chỉnh giá lên. Còn khi mà đã mua được các cái sản phẩm mà giá xuống thấp hơn thì bên em sẽ điều chỉnh giá xuống cho anh em. Em này thì đa cầu điện và sản phẩm này bên em vẫn đang sẵn hàng với giá là 10.500.000. Bao ship cho anh em nào chuyển khoản đủ nhá. Cốt thì đặt cọc và em không bao ship. Đó. Đây, tổng thể góc cạnh máy rất là đẹp nhá. Máy cam kết zin 100%, không sơn tút, không chấm hàn luôn. Cảm ơn anh khách ở trong quận 8 đã tin tưởng ủng hộ bên em một sản phẩm lọc rất là VIP. Anh chị em nào mà đang có nhu cầu sử dụng các cái lọc xì với phân khúc từ thấp đến cao có thể kết bạn qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ. Em xin phép tạm dừng clip tại đây. Chào anh em.